Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay bé Bơ sẽ cùng các bạn chơi trò chơi dán hình trang phục cho công chúa. Và đây là quyển dán hình số 5, Công chúa Hiền Thục. Quyển này thì bé Bơ đã giới thiệu với các bạn ở những video clip trước. Nếu bạn nào chưa xem, hãy vào kênh bé Bơ để xem lại nha. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ bé Bơ nữa nhé. Mình cùng xem bốn cô công chúa xinh đẹp ngày hôm nay sẽ mặc những gì đây. Đây là bốn cô công chúa xinh đẹp ngày hôm nay. Cô công chúa đầu tiên đây, với mái tóc búi và hai bím phía trước trông rất là đáng yêu, với một tay để trước ngực và một tay dư ra phía dưới. Mình sẽ cùng kiếm một bộ trang phục thích hợp. Một tay để phía trước ngực bụng và một tay đưa xuống. Đây các bạn ơi, một bộ một tay để phía trước bụng và một tay đưa xuống nha. Đây, đây bé Bơ sẽ cho cô công chúa. Ở đây có một bộ nữa các bạn. Cô công chúa này khá nhỏ nên mình sẽ chọn một bộ trang phục nhỏ nha, để dành bộ trang phục lớn hơn cho những cô công chúa khác. Đây là bộ trang phục cho cô công chúa đầu tiên, một bộ trang phục màu đỏ. Bộ này hơi nhỏ rồi các bạn ơi, mình sẽ lấy bộ kia cho lớn hơn. Bộ này cho lớn hơn nha. Mình trả về vị trí cũ. Và sẽ lấy bộ này. Đây. Bộ này mặc chắc chắn sẽ rất là đẹp và rất là rộng luôn, thoải mái luôn. Đồ này thì mặc phủ chân thì sẽ đẹp hơn là mình bị lòi chân ra. Và tiếp theo là cô công chúa thứ hai, một tay đưa lên và một tay đưa xuống như thế này. Một tay phải đưa lên. Đưa ngang nha các bạn. Đây. Đây, Baby Boy sẽ cho con công chúa mặc bộ trang phục này. Mặc bộ trang phục màu tím. Là xinh đẹp luôn. Cô công chúa thứ ba là một cô công chúa mái tóc này thì sẽ dùng để đội một cái mấn theo bộ trang phục giống như hoàng châu công chúa đó các bạn. Lần này thì bé Bơ đã rút được kinh nghiệm rồi nên bé Bơ sẽ kiếm một bộ trang phục giống hoàng châu công chúa và có một tay đưa lên và một tay hạ xuống. Mình cùng xem nha. Đây các bạn ơi. Đây. À không, đây mới đúng các bạn. Đây, bây giờ sẽ mặc bộ này nha. Trang phục cho cô công chúa thứ ba.
Và để đổi một cái món nữa. Lần này thì bé qua đã có kinh nghiệm hơn. Dùng vô phần chân chút xíu. Tiếp theo là cô công chúa cuối cùng với một tay che lên đầu và một tay để phía sau lưng. Một tay che lên mặt và tóc luôn. Đây, một bộ đầm màu tím. Vậy là Baby Ball đã cùng các bạn kiếm được 4 bộ trang phục cho 4 cô công chúa xinh đẹp ngày hôm nay rồi. Và video clip đến đây đã hết. Nếu bạn nào thấy thích, hãy nhấn like và chia sẻ video này nhé. Đăng ký kênh Baby Ball để đón xem nhiều video khác nữa nha. Xin chào tạm biệt các bạn.